Được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Yêu Bóng Đá. Chúc quý vị có nhiều thông tin giải trí thư giãn và bổ ích trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức bóng đá nóng nhất có trong ngày. Huấn luyện viên của Pau FC tiết lộ cách huấn luyện Quang Hải tại Pháp, người hâm mộ Việt Nam thương rớt nước mắt. Để có thể hòa nhập và thích nghi trước một đội bóng châu Âu, Quang Hải phải trải qua cường độ tập luyện vô cùng khắc nghiệt mới có thể tồn tại được trên đất Pháp. Người hâm mộ Việt thường rớt nước mắt khi nhìn Quang Hải phải tập luyện với cường độ quá cao so với khi thi đấu ở nước nhà. Tính tới thời điểm này, Quang Hải đã có 20 ngày tập luyện ở đội bóng mới Pau FC. Những tưởng cầu thủ này qua Pháp sẽ được rèn luyện chiến thuật và kỹ thuật cá nhân nhiều. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất để hòa nhập được với bóng đá châu Âu là thể lực phải thật tốt. Các cầu thủ châu Âu có thể hình cao lớn, thể lực tốt, muốn thi đấu với họ buộc Quang Hải phải nỗ lực rất nhiều. Do đặc thù giải đấu League Two thiên về thể lực nên tiền vệ người Việt Nam sẽ phải rất nỗ lực để có thể thích nghi với Pau FC trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Theo ghi nhận của các phóng viên ghi lại được, Quang Hải sẽ phải tập luyện một ngày 2 buổi, sáng từ 9 giờ, chiều từ 18 giờ. Trong mỗi buổi tập, Quang Hải sẽ cần phải chạy khoảng 10 km, con số rất cao so với cầu thủ Việt Nam. Bên cạnh đó, tuyển thủ Việt Nam còn phải dành thêm 2 giờ tập luyện để rèn luyện thể lực, chuyên môn, kỹ thuật trong mỗi ngày. Huấn luyện viên Dieter Thollert của câu lạc bộ Pau FC đã tiết lộ về cường độ tập luyện nặng ở Pau FC. Ông cho biết, tôi đã có 3 tuần làm việc cùng các cầu thủ với khối lượng rất lớn công việc cần phải hoàn thành. Tuy nhiên, toàn đội đã có sự tiến bộ vượt bậc. Trận đấu gặp đội Angole vừa qua rất khó khăn vì diễn ra dưới thời tiết nắng nóng. Dù vậy, các cầu thủ vẫn thi đấu ổn ở 2 hiệp. Có những cầu thủ lần đầu vào sân nhưng có màn trình diễn chấp nhận được. Dù sao, chiến thắng trong trận đấu này giúp Pau FC tự tin chuẩn bị cho mùa giải tới. Trước thềm mùa giải mới, Pau FC sẽ bắt đầu giảm nhẹ khối lượng tập luyện. Các cầu thủ chỉ tập thể lực 3 buổi trong mỗi tuần. Huấn luyện viên Thollert sẽ cho các cầu thủ xem các video các trận đấu trước đó và yêu cầu mỗi cầu thủ phải phân tích đối thủ của mình, nêu ra điểm mạnh, điểm yếu và đấu pháp phù hợp để thi đấu với họ. Ngoài ra, Pau FC cũng tập những bài di chuyển, phối hợp ở 1/3 sân đối thủ. Họ cần phải ghi nhớ cách di chuyển chiến thuật của bản thân và đồng đội để có thể kết hợp ăn ý khi thi đấu. Bên cạnh đó, riêng cầu thủ Quang Hải thì sẽ được tập luyện thêm những bài tập bóng chết như đá phạt, ném biên. Cầu thủ người Việt Nam sẽ được tin tưởng để giao nhiệm vụ thực hiện tình huống đá phạt của Pau FC mùa giải tới. Trước mắt, Pau FC chỉ còn một trận giao hữu với Nyos vào ngày 23 tháng 7. Sau đó, họ sẽ bước vào trận khai mạc League Two với Guiwam vào ngày 30 tháng 7. Nếu thể hiện tốt, Quang Hải sẽ được ra sân ở League Two. Pau FC bất ngờ tung hình ảnh mới nhất của Quang Hải. Da đã đen đi nhiều, cơ bắp gân guốc vì phải tập luyện nhiều. Mới gần đây, đội bóng nước Pháp Pau FC đã cập nhật tình hình tập luyện với những hình ảnh mới nhất của tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Điều này đã mang đến niềm vui cho cổ động viên Việt Nam. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải vẫn đang tích cực tập luyện để tiếp tục cạnh tranh cơ hội ra sân tại Pau FC. Vào ngày 23 tháng 7 tới, Quang Hải sẽ có bài test cuối cùng tại Pau FC khi chạm trán Nyos, đối thủ cũng thuộc giải League Two ở trận giao hữu thứ tư trước khi bước vào mùa giải mới. Nếu được vào sân và thể hiện tốt ở màn đọ sức này, Quang Hải sẽ được trọng dụng tại Pau FC. Mới đây, trang mạng xã hội chính thức của Pau FC đã cập nhật tình hình tập luyện của đội trước thềm trận đấu với Nyos. Đáng chú ý trong bài cập nhật này đã hé lộ hình ảnh rất ấn tượng về Quang Hải, khiến người hâm mộ Việt Nam vô cùng thích thú và thả cơn bão like và tim. Chỉ sau 5 phút đăng tải, bài đăng của Pau FC đã nhận được hơn 8.000 lượt thích và hàng trăm bình luận. Trong đó, tấm ảnh về Quang Hải chiếm gần 80% số lượt thích đó, khoảng hơn 6.000 lượt. Cổ động viên Việt Nam gửi rất nhiều lời chúc sức khỏe và may mắn tới Quang Hải cũng như các đồng đội tại Pau FC. Một người hâm mộ bình luận dí dỏm: Pau FC kiểu mua một được hai, mua Quang Hải đá được hẳn gói tăng tương tác miễn phí. Một cổ động viên khác bình luận: mong rằng Quang Hải được câu lạc bộ chủ quản thường xuyên cho cậu ấy ra sân để học hỏi và duy trì phong độ. Một người hâm mộ nghiêm túc hơn khi phân tích: Quang Hải đá chính Pau FC sẽ có sự linh hoạt hơn trong lối chơi và có cơ hội vì cậu ấy là mẫu cầu thủ phát triển những đường truyền dị và ăn bàn cao. Qua hình ảnh Pau FC mới cập nhật, có thể thấy nước da của Quang Hải đã ngăm đen hơn khá nhiều so với khi còn ở Việt Nam.
Tiền vệ sinh năm 1997 cũng thon gọn, gân guốc hơn nhờ chăm chỉ tập luyện, rèn thể lực tại đội bóng nước Pháp. Với những thay đổi tích cực của Quang Hải, người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng cầu thủ nước nhà sẽ được trao cơ hội và thể hiện tốt tại Pau FC cũng như ngày càng phát triển ở môi trường châu Âu. Sau khi gia nhập Pau FC, Quang Hải cũng đã tạo được thiện cảm với các đồng đội cũng như ghi điểm trong mắt huấn luyện viên trưởng Thulut. Liên đoàn bóng đá Indonesia chuẩn bị rời Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vì thua sấp mặt tại giải U19 Đông Nam Á. Liên đoàn bóng đá Indonesia khẳng định họ đã có những việc làm nhằm chuẩn bị cho việc rời khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á sau thất bại ở giải U19 Đông Nam Á 2022. Thông tin này được báo chí Indonesia đăng tải trong khoảng một tuần qua. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc U19 Việt Nam và U19 Thái Lan hòa nhau một đều ở lượt trận cuối bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022, qua đó cùng đi tiếp và loại chủ nhà U19 Indonesia. Cho rằng hai đối thủ chơi thiếu fair play, thiếu tinh thần thể thao, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Dù vậy, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã tỏ thái độ phớt lờ. Ngay lập tức có những tin đồn, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã rất tức giận và đe dọa rời khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á để gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á. Thông tin này được rất nhiều cổ động viên Indonesia ủng hộ. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Muhammad Irirawan xuất hiện rất nhiều trước cánh truyền thông cũng không có ý bác bỏ thông tin này. Trong cuộc gặp gỡ báo chí hôm 19 tháng 7 vừa qua, ông Irirawan đã không còn che giấu bất cứ điều gì. Ông thậm chí còn khẳng định Liên đoàn bóng đá Indonesia đã liên lạc với Liên đoàn bóng đá Đông Á để trao đổi về khả năng gia nhập liên đoàn này. Chúng tôi đã liên lạc với Liên đoàn bóng đá Đông Á thông qua tổng thư ký của họ. Tôi hy vọng phía họ sẽ vui vẻ chấp thuận cho chúng tôi gia nhập. CNN Indonesia trích lời ông Irirawan. Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia cho biết ông và các cộng sự sẽ tiếp tục xem xét, trao đổi kỹ lưỡng để đưa ra quyết định chính thức. Họ sẽ phải tính toán những lợi ích cũng như tác hại của việc làm này. Liên đoàn bóng đá Đông Á được thành lập từ năm 2002 và hiện đang có 10 thành viên. Trong số đó, có 2 thành viên sở hữu nền bóng đá rất mạnh ở châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Bên cạnh đó còn có Trung Quốc, Triều Tiên, Macau, Hồng Kông, Guam. Cũng như Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, Liên đoàn bóng đá Đông Á cũng sở hữu một giải đấu khu vực được tổ chức 2 năm một lần. Hàn Quốc là đội tuyển giữ kỷ lục với 5 lần vô địch, Trung Quốc đứng sau với 2 lần vô địch, còn Nhật Bản chỉ mới vô địch 1 lần. Nếu gia nhập được Liên đoàn bóng đá Đông Á, tuyển Indonesia sẽ được tham gia giải đấu này. Theo báo chí Indonesia, Liên đoàn bóng đá Indonesia mong rằng nền bóng đá của họ sẽ phát triển mạnh mẽ khi được cọ sát với các đội bóng mạnh thuộc Liên đoàn bóng đá Đông Á. Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà bị cổ động viên tóm cổ, nhổ nước bọt vào mặt, chấn động bóng đá Việt. Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà đã bị một người tóm cổ, nhổ nước bọt ngay trên sân Lạch Tray sau trận đấu tối ngày 19 tháng 7. Giám sát trận đấu cho biết đó chính là nhân viên sân Lạch Tray nhưng đội bóng này phủ nhận. Vào lúc 18 giờ ngày 19 tháng 7, trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và Topelan Bình Định trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2022 đã diễn ra trên sân vận động Lạch Tray Hải Phòng. Trọng tài chính điều khiển trận đấu là ông Hoàng Ngọc Hà. Ông Hà là trọng tài FIFA của Việt Nam. 2 năm liên tiếp đạt danh hiệu còi vàng. Các trợ lý là các ông Trương Đức Chiến, Trần Mạnh Lân, trọng tài thứ tư là ông Nguyễn Trung Kiên. Giám sát trọng tài là ông Lương Thế Tài, giám sát trận đấu là ông Trần Quốc Dũng. Kết thúc 90 phút thi đấu, câu lạc bộ Hải Phòng giành chiến thắng 3-1 trước đội khách Topelan Bình Định. Dù vậy, ngay sau khi trọng tài vừa thổi còi kết thúc trận đấu và đi về phía bàn trọng tài để hoàn tất thủ tục thì sự cố xảy ra. Theo báo cáo của trọng tài Hoàng Ngọc Hà, sau khi kết thúc trận đấu, tôi đang đứng ký và kiểm tra sổ kỷ luật thì có một người tên là Dũng, nhân viên câu lạc bộ Hải Phòng đi gần lại phía tôi và có hành động tóm cổ, nhổ nước bọt vào mặt tôi. Hành động này rất thiếu văn hóa, gây phản cảm trước sự chứng kiến của rất nhiều người như giám sát trận đấu, khán giả, tổ trọng tài. Vậy, tôi làm đơn này kiến nghị đến ban tổ chức giải để xem xét có hình thức kỷ luật thích đáng và quan trọng là để đảm bảo an toàn với tổ trọng tài và các thành viên ban tổ chức giải. Báo cáo riêng của giám sát trận đấu Trần Quốc Dũng gửi đến ban tổ chức giải cũng khẳng định nội dung báo cáo của ông Hoàng Ngọc Hà là chính xác. Ông Dũng cho biết, lúc này có một nhân viên sân Lạch Tray tên là Dũng đi đến và có hành động nhổ nước bọt và những lời lẽ thiếu văn hóa đối với trọng tài chính. Hành động của nhân viên này là rất phản cảm, vô văn hóa. Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ trên sân Lạch Tray không có mặt tại thời điểm đó.
Tôi là người trực tiếp chứng kiến hành vi phản cảm này của nhân viên sân lệch chay. Kính đề nghị ban tổ chức giải có hành vi kỷ luật thích đáng với nhân viên này, cũng như cần lưu ý lại công tác an ninh an toàn trước, trong và sau trận đấu của các lực lượng làm nhiệm vụ trên sân lệch chay. Clip của truyền thông ghi lại cũng cho thấy người mặc áo đỏ không đeo thẻ đã có hành vi chạy đến gây hấn, chửi tục và tóm cổ trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà. Dù vậy, trao đổi với Tuổi Trẻ Online sau trận đấu, ông Trần Văn Hoàn, chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng cho biết người mặc áo đỏ này không phải nhân viên của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng và sân lệch chay. Ban tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, công ty VPF đã nắm được thông tin sự việc và chắc chắn sẽ có kiến nghị xử lý kỷ luật thích đáng đối với sự việc xảy ra trên sân lệch chay tối ngày 19 tháng 7.